Chiều 8 tháng 9, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lại Thị Ngọc Trang và Nguyễn Văn Trường, cùng trú phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Theo kết quả điều tra ban đầu, Trang đã thuê nhà và lập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh đầu tư Hương Thịnh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh để có cơ sở thực hiện thủ đoạn mua thông tin từ các khách hàng có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng một người. Sau đó phân công nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho khách hàng về các gói vay không cần thế chấp với thủ tục yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân, hộ khẩu, chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Tiếp đó yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay và cam kết sẽ được hoàn trả khi giải ngân. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng lừa đảo còn yêu cầu khách hàng nộp phí hoặc nộp tiền trả góp 2 tháng liên tục hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ và một số chi phí phát sinh khác. Từ tháng 10/2021 cho đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng, khiến hơn 10.000 người trên cả nước bị mắc bẫy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.